Đây mẹ con nó hư trên đây mẹ này. Đó, nó đang đây. Nó quậy này. Ồ, nó không chịu này. Nó lì này, cái mặt của nó ngáo này. À. Ở trong đây mà không chịu nữa hả? Này, mẹ coi mặt nó đó, đó, nó kêu này. Đó, mấy ai? Mấy ai? Mẹ ở bên đâu? Thôi này. Lì là đi hơi giận hơn ai? Ở im cho nó ngoan đi chứ. Cái gì? Cái gì? Ai làm cái gì? Lì quá ai chịu cho nổi? Ai làm gì? Ai làm gì đó? Mấy ai? Mấy ai?